Hai đội được xem là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch ở mùa giải năm nay sẽ gặp nhau ở vòng tứ kết. Trận đề 2 đang khởi động. Và bên kia thì chúng ta thấy Long Phú 1 qua 3 tuần tranh tài từ vòng bảng đến vòng 16 đội. Hôm nay là tứ kết thì những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch bắt đầu lộ diện. Và trong đối với lực lượng chuyên môn của chúng tôi đánh giá khá là cao, rất là cao hai đội này. Đó là trận đề 2 và Long Phú. Long Phú 1. Nhưng rất tiếc là buồn thi đấu cũng như là kết quả những trận đấu vừa rồi đã đưa hai đội này sớm gặp nhau trong trận tứ kết thứ 2. Hai đội đều trong trang phục màu xanh. Chúng ta thấy bên đây là trận đề 2. Khởi động rất là bài bản nha. Chúng ta thấy với sự hướng dẫn của các thầy thì các em khởi động rất là bài bản luôn. Trận đấu rất là quan trọng, trận tứ kết quyết định 4 chiếc vé vào bán kết, sau đó hướng đến trận chung kết. Rồi, chúng ta sang đây để xem đội sẽ cùng thi đấu với trận đề 2 cho trận tứ kết này, đó là Long Phú 1 khởi động nha. Rất là bài bản nha, chúng ta thấy không, nâng cao đôi. Rất là bài bản luôn. Đây, Long Phú cũng là đơn vị đã giành chức vô địch ở mùa giải năm 2023 đến vòng sau cùng luôn, vòng bán kết chung kết. Vòng 4 đội mạnh thì Long Phú vẫn còn 2 đội và kết quả cuối cùng chúng ta biết, một Long Phú giành chức vô địch và một Long Phú giành hạng 3. Còn năm nay thì đến vòng tứ kết thì Long Phú còn Long Phú 1, nhưng mà với dàn hảo thủ, những cầu thủ nhí rất là tài năng, các em đang được dự đoán là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Đặc biệt trong đó chúng ta thấy cầu thủ có thể hình nhỏ nhất nhưng mà có thể nói là quan trọng nhất của đội, đội trưởng Thanh Phát, cầu thủ đã từng thi đấu số 19 ha, từng thi đấu ở mùa giải năm trước và em đã tỏa sáng từ mùa giải năm trước rồi. À, năm trước là em học lớp 4, năm nay là lớp 5 thì tiếp tục được thi đấu nữa. Có thể nói là rất là hiếm, không có nhiều cầu thủ mà được thi đấu 2 năm, 2 mùa giải liên tiếp. Bởi chúng ta biết là giải này dành cho lứa tuổi học sinh tiểu học và thường thì các trường, các huấn luyện viên thường là chọn các em ở cuối cấp, tức là lớp 5. Thi đấu xong thì năm sau các em lên lớp 6, lên cấp 2. Rất là hiếm khi có những cầu thủ lớp 3, lớp 4 được chọn vào thi đấu. Và Thành Phát đây, cầu thủ số 19, là một trong những trường hợp vậy. Năm rồi thì em đã thi đấu từ năm rồi, trụ cột năm rồi, thì năm nay càng là trụ cột của đội bóng nữa. Số 19 năm rồi thi đấu rất là tốt. Ở vòng 1-16 thì em chính là người đã ghi những bàn thắng quyết định. Trước đó cũng vậy, luôn có những bàn thắng quyết định dành cho đội. Và hôm nay thì Thành Phát sẽ là tiếp tục đầu tàu trong trận tứ kết quan trọng này. Rồi, chúng ta xem hai đội khởi động ha, chuẩn bị cho trận đấu tứ kết thứ 2 diễn ra vào lúc 9 giờ. Rất là bài bản, chúng ta thấy không? Chuyên nghiệp bài bản luôn. Bên kia là trận đề 2, bên đây là Long Phú. Còn ở giữa sân hiện nay thì trận đấu tứ kết đầu tiên, tứ kết 1 giữa hai đội thành phố Sóc Trăng 1 và Vĩnh Châu 1. Tỷ số hiện nay vẫn đang là 1-0, các cầu thủ Vĩnh Châu 1 đang dẫn trước. Hiệp thi đấu thứ 2 đã bắt đầu. Các cầu thủ Vĩnh Châu 1 dạ dược lên. Như vậy là các cầu thủ thành phố Sóc Trăng đã cân bằng được tỷ số. Cú đánh đầu rất là đẹp mắt của cầu thủ, có thể nói là thi đấu nổi bật nhất của thành phố Sóc Trăng đến thời điểm này. Chúng ta thấy một cú đánh đầu tung lưới của các cầu thủ thành phố Sóc Trăng 1. Như vậy là trận đấu 1-1, đó là 1-1.
thành phố Sóc Trăng 1 và Vĩnh Châu 1. Tỷ số hiện nay là 1-1. Rồi, anh em tiếp tục xem trên kênh ATV 1 đang trực tiếp để theo dõi trận đấu này nha anh em. Tôi phải nhắc lại tỷ số giữa hai đội thành phố Sóc Trăng 1 và Vĩnh Châu 1 ở đầu hiệp thi đấu thứ hai đang là 1-1. Các cầu thủ Vĩnh Châu 1 dẫn trước trong hiệp 1 và đầu hiệp 2 chúng ta thấy vừa rồi cú đánh đầu tung đốc lưới của cầu thủ số 5 bên phía thành phố Sóc Trăng 1 đã cân bằng trận đấu này. 1-1. Anh em xem trên kênh ATV nha. Đầu thanh truyền Sóc Trăng trực tiếp nha.